có bà năm âu đi chữa bệnh lỡ xâm trên nhà ông thầy tư. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cơ. Thầy phán rằng chớ xem thường phải ma chuyện cơ. Dạ. Bà năm ồ liền xin thầy ra tay trừ tà. Mau hết bệnh sao tốn lại chuyện nhỏ mà thôi. Mừng trong lòng sao phen này muốn thịt chúng mình. Mừng trong lòng xong dù này dán nhập trò nhà. Thiên linh linh, địa linh linh, ở lý thầy tư nhẹ nhàng khói khó thầy đến thường quần. Thiên linh linh, địa linh linh, vơ bà năm phù có vô nhẹ nhàng thầy thổi phù 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 là theo phù. Thiên ống linh, địa ống linh, thiên hóng lên, địa hóng lên, bà năm sưởi lên thì tự hấp một con coi dòng luôn. Con gà quay, con heo quay, thầy hai cây. Đền mất tật mang, đâu dám than vàng, đồng bóng hại tu. Mất tật mang đâu dám than vàng, đàn bóng hại tôi xa lắm hai ơi. Thiên linh linh, địa hổng linh, xui khiến thầy tư đưa tôi nước phép bà năm thật liền. Thiên hổng linh, địa hổng linh, bà năm sưởi lo thầy tư hấp hồn cũng có dòng. Thầy Tư ơi, thầy Tư ơi, dậy 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 thầy Tư ơi. Thầy Tư ơi, trời ơi, lòi nguyên cái bụng mỡ không kìa thầy Tư ơi. Chú Đại Nghĩa đây nè, chứ không phải là ma. Chú Đại Nghĩa hả chú? Chú cũng coi nhiều người lớn diễn rồi. Mà cái thầy pháp của con nó ngộ nghĩnh lắm. Nó có cái gì đó nó gian gian hơn nhiều. Trong một cái bài hát như vậy mà xem mà có cái cốt truyện cho người xem một cảm xúc rất là hài hước, vui nhộn. Cảm ơn con rất là nhiều, cảm ơn Thúy Yên nữa. Dạ, con cảm ơn bác. Trời, cô Vân thích nhất là lúc mà con trong con lắc lắc cái đít á, trời dễ thương dễ sợ luôn. Cái lúc quay quá lắc. Đó, đó đúng rồi đó. Cô Vân nghĩ là con sẽ bị rớt nhịp, ai vậy con đâu có rớt nhịp đâu, con vô nhịp ngon lành luôn. Có một chỗ mà con làm giống Bắc Thành Lộc dễ sợ luôn, là lúc lạy á, lạy vậy nè xong cái đít nhõng lên nó cong xuống. Đó, đó, đó là Bắc Thành Lộc làm vậy đó, rất là giống. Cảm ơn con. Lại giống như tuần trước, tuần này hai cô trò lại mang đến một tiết mục phải nói là rất là hay và đầu tư kỹ lưỡng và lại mang được cái tiếng cười cho mọi người. Ủa? Sao cái mặt cô đen thùi vậy cô? À, biết rồi, để con lấy thuốc giải độc cho cô. Có thuốc giải độc nữa hả cô? Cô xem tay anh cho con mượn. Lấy đất á. Làm sẵn luôn cho nè. Rồi, lấy luôn, một đống luôn. Cô. Rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Nhờ con mới biết được rằng hôm nay giám khảo chúng ta nhiều ghét quá. Không biết cái phương thuốc nữa có hiệu nghiệm hay không nữa. Nhưng mà cô Thiếu Uyên nói chung con là rất... Con nói lại đi. Nói được rồi. À, cô Thiếu Uyên nói được rồi đó. Rồi, con thấy vui với tiết mục này không? Dạ vui. À, con thấy con thích cái nhân vật này của con không? Dạ thích. Rồi, đêm nay về con làm phép cho ba con nói được giống cô Thiếu Uyên vậy đó nha. Ba con nói được rồi mà. Nhưng mà nhiều khi rồi bữa nay coi con diễn xong là ba con á khẩu á con. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Gia Bảo và Thiên Uyên.
Và bây giờ thì xin nhắc lại một lần nữa về thể thức nhắn tin để bình chọn cho tất cả các cặp đôi mà quý vị yêu mến. Soạn tin nhắn BC và gửi về tổng đài 9141. Sau đó thì tổng đài của chúng tôi sẽ có tin nhắn hồi đáp quý vị, hướng dẫn quý vị cách thức bình chọn cũng như là mã số của từng cặp đôi. Xin chân thành cảm ơn. Thôi chết, bây giờ thì Đại Nghiệp phải chạy nhanh thật nhanh đến gặp cặp đôi của Cao Giót và bé Uyên Nhi. Ơi, chú Đại Nghĩa đây, chào Cao, Cao Uyên Nhi. Con rất là buồn. Con không được mặc đầm, con phải mặc quần, cho nên con không muốn mặc quần. Trời ơi con ơi. Chú mới là người buồn nhất nè. Con nói thầm với chú nè. Rồi nói thầm đi. Chú cài ô á, có lông nhiều, bây giờ phải cạo lông. Trời, cái gì vậy cài ô? Trời đất ơi, sao mà nó láng dữ vậy? Sao cái gì bên có bên không vậy? Tại vì chưa xong. Là cảm ơn rất nhiều về cái sự hy sinh này của Kaio. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phòng tập để xem Kaio Giót và bé Uyên Nhi luyện tập như thế nào thưa quý vị. Tuần này là mình Kaio và bé sẽ xử lý một ca khúc nước ngoài. Con có tự tin làm điều đó không? Dạ, con có thể tin làm về điều đó. Kaio. Chú Kaio thì không luôn. Sao vậy? Bỏ tay. Đó đóng gì không? Không biết làm gì đâu chú. Không, chú không có đẹp gái. Không biết múa. Bây giờ tập nhé. Vô phòng tập rồi thì mới thấy rằng đúng là Kaio quá vất vả. Con thích chú Kaio giả thành con gái hoài. Vì là chú Kaio dạy con gái thấy thương á. Đây là một cái thử thách rất là khó đối với hai chú cháu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem nhóm nhạc Chanadol trình diễn tiết mục này như thế nào nha. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Rồi tôi bây giờ xin chia tay Kaio Giót và Uyên Nhi tại đây. Hai chú cháu sẽ lên sân khấu hóa thân thành nhóm nhạc Chanadol. Chúc hai người thành công. สวัสดีค่ะ See you again. สวัสดีค่ะ อะลาสกาป บรักสกาป อะลาสุกาป อะลากาป อะลาสกาป อะลากาป อะลากาป Dạ thưa quý vị, có nghĩa là xin mời quý vị theo dõi phần trình diễn của Uyên Nhi và Kaio Giót. ทำไมเห็นเธอว่าจะพีชอบมาทำมาเรื่องนั้นไม่ใคร
ทุกทีชอบประจำว่าเรานั้นมีใครทำอะไรก็ไม่ยุ่งทุกทีจะมาเช็คอยู่อย่างนี้ทุกทีไม่เคยดีไม่เคยดีไม่ได้เท่าไรCủa Uyên Nhi và Kaio York. Wow, một màn trình diễn có thể nói là hết sức tuyệt vời. Đã mang lại không khí sôi động cho tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Sawadika. Sawadika. Thậm chí đại nghĩa thấy rằng ngay cả bà nội Minh Thuận cũng phải đứng lên và nhún nhảy cùng với cái bài nhạc vừa rồi của Uyên Nhi và Kaio York. Bây giờ con còn muốn nghe ai trước nè? Dạ, con muốn nghe chú Hoài Linh. Chú rất là yêu con và con quá giỏi đi Uyên Nhi ơi. Con cảm ơn chú Hoài Linh. Và cái phần trình diễn của con và chú Kaio rất duyên dáng và rất là sôi động và rất là dễ thương. Con quá giỏi và hãy cố gắng nhé. Yêu ơi là yêu. Cái sân khấu như nhà bạn ấy, bạn diễn rất là thoải mái. Từ cách bạn nói chuyện đến cách bạn nhảy đến cách bạn hát, tất cả mọi thứ đều rất là thoải mái. Và đấy là lý do mà các tiết mục của con cùng với chú Kaio York luôn luôn rất là hay và đáng yêu, cho dù là hóa thân và nhân vật nào. Bữa nay Kaio York đẹp gái lắm luôn á, không có nhận ra luôn á. Nghe cặp đôi này á, nhảy rất là sung nhưng mà vẫn giữ được cái giọng hát không bị phô một tí nào. Con nhỏ mà con giữ được cái giọng hát của con rất là hay, mà con nhảy rất là đẹp luôn á. Giờ cô cũng biết nói như nào, chỉ biết là cái thể lực con nhỏ mà con giữ được vậy là quá giỏi á. Theo chú là quá giỏi. Lớn lên con có muốn giống như chú Cao Gió không nè, một người Mỹ như này mà sinh sống làm việc và trở thành ca sĩ của Việt Nam? Dạ, con vừa muốn như cô Mỹ Linh với chú Hoài Linh với cô Hồng Vân với chú Cây Ô luôn. Trời ơi. Wow. Con muốn làm cả bốn người luôn vậy đó hả? Chúng ta vừa đến với phần trình diễn rất là dễ thương và sôi động của Uyên Nhi và Cao Gióc. Một tràng pháo tay thật to nữa dành cho cặp đôi này thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng đến với một tiết mục rất là đặc biệt. Một gương mặt cũng rất thân quen với chúng ta. Hãy cùng chờ xem gương mặt thân quen đó là ai. Được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ.
quê hương xa gần người cất bước ly hương, xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bé phiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa, ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh giao quanh, khung trời kỷ niệm chợt thèm, rào đắng nâu cành. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bé phiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dài nắng dầm mưa, ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh giao quanh, khung trời kỷ niệm chợt thèm, rào đắng nâu cành. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh giao quanh, khung trời kỷ niệm chợt rào đắng nâu cành. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa gặp lại quán quân của Gương Mặt Thân Quen mùa thứ hai Hoài Lớn. Hôm nay là lần đầu tiên mà quay trở lại với sân khấu Gương Mặt Thân Quen nhí. Trước tiên thì tôi muốn hỏi cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, trước tiên thì cho Hoài Lâm gửi lời chào kính trọng nhất đến ba vị giám khảo và tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn là khi mà bước trong thang máy thôi là cái cảm giác y nguyên à. Dạ, hồi hộp rồi có một tí xíu gì là gọi là run run. Hôm nay thì nhận được những tràng vỗ tay của tất cả quý vị thì cái cảm giác rất là hạnh phúc, và một cái điều mà Hoài Lâm rất là hạnh phúc khi mà quý vị vẫn còn ủng hộ Hoài Lâm và dành cho Hoài Lâm những tràng vỗ tay như thế này. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Kể từ cái mùa Gương Mặt Thân Quen mùa thứ hai, cuộc sống của bạn á nó trở nên như thế nào? Nó có thay đổi nhiều lắm không so với trước đây? Dạ, yeah. Sau khi mà xong chương trình Gương Mặt Thân Quen thì Hoài Lâm nhận được rất là nhiều những tình cảm của tất cả quý vị. Thì Hoài Lâm cũng đã có CD về những bài hát quê hương, và gần đây nhất là MV Nhiều Nhiều Phút Ban Đầu. Ngoài cái công việc là ca hát ra thì Hoài Lâm còn lấn sân sang cả lĩnh vực phim ảnh nữa. Thì hiện nay trên đài truyền hình là đang chiếu cái phim Cha Rơi của bạn, đúng không? Còn bao nhiêu dự án phim nữa Hoài Lâm có thể chia sẻ được không? Thì đến Tết thì Hoài Lâm cũng sẽ tham gia một bộ phim nữa. Mong là khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Hoài Lâm và theo dõi bước đường của Hoài Lâm trên con đường nghệ thuật. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc của các cặp thí sinh nha. The sweat is our passion, you're the lunation, diamond arrow.
trốn thiên đường một đời này cuộc đời của con hai dòng suối má trâu dòng suối má trâu trốn thiên đường một đời này cuộc đời của con là dòng sông thiên tha dòng sông thiên tha tiên gió có con ngựa ô ngựa ô liêu xiêu khóm hoa cung vàng buồn quanh hiu hàng cao thầm nói nơi đã xa rồi thương lắm người ơi có nhẹ nhàng thầy thổi phù 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 có thể chăm chút cho từng mái tóc, cho từng nếp nhăn trên gương mặt. Chúng ta hãy cùng xem những chuyên gia trang điểm đã làm việc như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm giữa các thí sinh. Trước tiên sẽ mời bé Bảo An. Dạ, con cho Gia Huy. Gia Huy nhận 5 điểm từ Bảo An. Chúc mừng Gia Huy. Các chị ngồi kế Marilyn Monroe, thành ra là hai bên ưu ái nhau lắm. Với cho 5 điểm cho bạn Bảo An. Thấy không, tôi nói mà. Tiếp theo xin mời bé Bảo Nghi. Dạ, con cho anh Duy. Bảo Nghi sẽ cho anh Duy 5 điểm. Chúc mừng anh Duy. Mời anh Duy. Dạ, con cho Bảo Nghi. Ai ngồi kế nhau là cho người đó vậy đó. Mời Gia Bảo. Rồi giờ cho ai nè? Chị Bảo Nghi. Cảm ơn nha. Tiếp theo xin mời Uyên Nhi. Dạ, con sẽ cho bạn Gia Bảo. Nào các con, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe xem các cô chú ban giám khảo dành tặng cho mình bao nhiêu điểm. Rất là hồi hộp. Bây giờ thì trước tiên, ai sẽ là người cho điểm trước ạ? Ba vị giám khảo của chúng ta. Chú Hoài Lâm. Chú Hoài Lâm.
Em không chấm điểm đâu. Đau khổ quá. Mặc dù anh đau khổ nhưng anh vẫn phải làm nhiệm vụ của mình thôi Linh ạ. Nén cơn đau xuống anh. Thưa quý vị, hãy dành cho anh Quỳnh Linh một tràng vỗ tay đi ạ. Cổ vũ tinh thần cho anh ấy. Phần trình diễn của Gia Huy và Thu Phượng, các bạn nhận tôi điểm 7. Điểm 8 tôi dành cho Bảo Nghi và Ngân Quỳnh. Điểm 9 tôi dành cho Gia Bảo và Thúy Uyên. Điểm 10 tôi dành cho Bảo An và Chí Thiện. Điểm 11 tôi dành cho bé Uyên Nhi và Kyo York. Và điểm 12 tôi dành một tiết mục đã làm cho tôi rất xúc động và tất cả mọi người đều xúc động, đó là anh Duy và Minh Thuận. Xin chúc mừng anh Duy và ca sĩ Minh Thuận đã nhận điểm số cao nhất từ phía giám khảo Hoài Linh. Và bây giờ còn cô Mỹ Linh và cô Hồng Vân, các con muốn ai nào? Phải làm theo ý của các bé thôi. Các bé đã chọn cô Mỹ Linh rồi thì xin mời cô Mỹ Linh. Điểm cao nhất hôm nay không thể lọt vào một bài nào khác ngoài tiết mục của anh Duy và Minh Thuận. Xin chúc mừng anh Duy và Minh Thuận một lần nữa. Các điểm số còn lại như sau: Gia Huy và Thu Phượng dành của chị điểm 7. Một cái bài hát diễn rất là tốt, nhưng cũng còn có thể được tốt hơn nữa, dành của Mỹ Linh điểm 8 thôi. Đấy là Gia Bảo và Thúy Quyên. Tiếp mục được điểm 9 dành cho Marin Mông Thiện và Bảo An. Và điểm 10 rối não hết rồi. Xin dành cho một giọng hát rất là tiềm năng và hôm nay phải nói là lột xác. Đấy là của Bảo Nghi và chị Ngân Quỳnh. Đáng lẽ là tiết mục này cũng phải được điểm 11 hoặc 12, bởi vì còn được cộng thêm cái phần thêu thùa vai vá, những công gia tránh. Nhưng thực sự đã có những tiết mục tốt hơn. Và điểm 11 xin dành cho Uyên Nhi và Kai Hữu Nhọ. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và bây giờ xin mời chị Hồng Vân. Lần nào mà tới cái đoạn này thấy chị cũng ôm đầu hết trơn á. Hại não lắm không chị? Thôi, bây giờ tôi cũng xin đọc một lèo luôn. Điểm số từ nhỏ tới cao ha. Điểm 7 tôi dành cho Gia Huy và Thu Phượng. Điểm 8 là Gia Bảo với Thúy Uyên. Điểm 9 là Bảo Nghi và Ngân Quỳnh. Điểm 10 là Bảo An và Chí Thiện. 11 là Uyên Nhi và Kayo York. Và điểm 12 là anh Duy và Minh Thuận. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Và xin chúc mừng chơi anh Duy và Minh Thuận đã xuất sắc đạt được 3 điểm số 12 từ 3 vị giám khảo của chúng ta. Như vậy là cặp đôi giành giải nhất tuần này. Xin chúc mừng anh Duy và ca sĩ Minh Thuận. Xin mời hai bố con ra phương trước sân khấu nào. Và giải thưởng dành cho cặp đôi giải nhất tuần, thứ nhất đó là một phiếu mua hàng trị giá 20 triệu đồng đến từ hệ thống trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Và một giải thưởng trị giá 100 triệu đồng đến từ chương trình, xin được gửi cho hai bố con nha. Và trong 100 triệu đồng này thì sẽ trích ra 50% để làm các công tác xã hội. Còn đây nữa, đây là hai chiếc cúp lưu niệm của chương trình dành cho cặp đôi giải nhất tuần, xin gửi tặng cho con anh Duy và xin gửi tặng cho ca sĩ Minh Thuận. Hi. Wow. Em sướng lâu lắm rồi mới có cảm giác được nhận giải thưởng. Hôm nay em nhí nhố xíu. Và một lần nữa xin quý vị khán giả hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho cặp đôi chiến thắng ngày hôm nay của chúng ta. Xin cảm ơn hai bố con. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem lại điểm số tuần này. Gia Huy, Thu Phượng 26 điểm, Gia Bảo, Thúy Uyên 30 điểm, Uyên Nhi, Cao Giót 33 điểm, Bảo An, Chí Thiện 34 điểm, Bảo Nghi, Ngân Quỳnh 37 điểm, anh Duy, Minh Thuận 41 điểm. Và điểm số từ hai tuần trước của các cặp đôi như thế nào? Hai tuần thi đầu tiên, điểm số như sau: Bảo Nghi, Ngân Quỳnh 61 điểm, Gia Huy, Thu Phượng 63 điểm, Bảo An, Chí Thiện 63 điểm, anh Duy, Minh Thuận 64 điểm, Gia Bảo, Thúy Uyên 73 điểm, Uyên Nhi, Cao Giót 78 điểm. Và đây sẽ là điểm số tổng kết sau 3 tuần thi của các cặp đôi. Sau 3 tuần thi,
Điểm số của 6 cặp thí sinh như sau: Gia Huy Thu Phượng 89 điểm, Bảo An Chí Thiện 97 điểm, Bảo Nghi Ngân Quỳnh 98 điểm, Gia Bảo Thúy Uyên 103 điểm, Anh Duy Minh Thuận 105 điểm và vẫn dẫn đầu đang là cặp đôi của Uyên Nhi Cao Giót 111 điểm. Chúng ta sẽ đến với phần nhấn nút cái tim cho mình, nhân vật tuần sau mà các cặp đôi sẽ phải thể hiện là ai. Xin mời 6 cặp đôi chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Rồi bây giờ các con, chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ tìm xem là tuần sau mình sẽ phải hóa thân thành ai nha. Rồi bây giờ giơ tay lên, chuẩn bị nào. Chú đếm từ 1 tới 3, chúng ta sẽ nhấn xuống cái nút tròn này nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Tóc tiên. Trời ơi, lần sau làm tóc tiên nha. Bữa nay là tóc rối nè. Đến tiên Gia Bảo và Thúy Uyên. Giơ tay lên nào. Lần này là thầy Tư, không biết lần sau sẽ là ai đây. Chuẩn bị. 1, 2. Cố lắm. 2 rưỡi. 3. High School Musical. Nữa hả chú? Nữa hả? Sao có duyên với cái cặp mà High School Musical vậy? Dù sao thì chúng ta đã lỡ bấm nút chọn rồi. Thì tuần sau chúng ta sẽ phải làm một tiết mục gì đó cũng có liên quan tới cái bộ phim này nha. Thôi được rồi, đi về lọc mỡ ra con. Nay nhiều mỡ quá rồi, hai quay hồ mình lọc xin mỡ mời, ra bớt. Xin mời Uyên Nhi Cao Giót, giơ tay lên nào con, chuẩn bị. 1. Tuần này con muốn đóng con gái cơ. Thì lại mà... con cũng đang con gái nè. Nhưng mà con... Không bao giờ con gái nữa. À, muốn làm con gái mà mặc nhưng váy quá. Phải không? Ừ. Dạ. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Con vừa sợ vừa vui. Vui, sợ là cô Mỹ Linh có một cái giọng hát quá là hay. Nhưng mà con không hát hay như cô Mỹ Linh, cho nên con sợ. Nữa là điểm vui là con bám như cô Mỹ Linh nè. Con được mặc, con được mặc áo đầm đúng không mặc con? Mặc váy, mặc đầm. Con ơi con, khoan con, đừng bấm con gái nữa. Khó thở lắm con. Khó thở nhưng lắm con. Nhưng này con sẽ là con gái. Con gái là con vui nhưng mà chú Chí Thiện bị nực ngực lắm con hiểu không? Nào chúng ta chuẩn bị nào, giơ tay lên đi Bảo An. 1, 2. Yeah. Chúc thì mừng con. Chí Thiện Bảo An được làm con trai. Chết chưa con. Con thích làm trai hay gái? Trai. Trai hả? Tức là không phải đều nữa đúng không? Nhưng mà con thích làm con gái nữa. Trời ơi, rồi muốn làm con trai hay con gái đây? Rồi, giờ tôi lên chuẩn bị nè. Xem coi con làm con trai hay con gái ở tuần sau. 1, 2, 3. Phương Thảo một lễ. Phương Thảo một lễ. Rồi. Có trai có gái đủ rồi đó, có nếp có tẻ đủ con luôn. Phương Thảo cho. Thôi để cô làm, cô Phương Thảo cho làm hộp lễ đi. Thôi con làm Phương Thảo cho. Rồi hai mẹ con từ từ về nhà mà dành nha. Bây giờ sẽ là cặp đôi của anh Duy và anh Minh Thuận. Dạ, trước khi ấn cho con xin là cái nhân vật con chọn là một người đẹp trai. À, hôm nay con là cũng đẹp trai nè, chú đang trường đẹp trai nè. Dạ, giống vậy á. À vậy hả? Rồi chuẩn bị. Giơ tay lên nào. Chuẩn bị. 1. Sao có cái vụ này nữa? Ôi trời ơi. Chú, con vừa mới nói là con muốn được là một người đẹp trai phải không con? Con cầu được ước thấy rồi đó. Chú đâu có đẹp trai đâu. Con nhìn đi, ở đây bây giờ nè, trong ban giám khảo nè, con có chú Hoài Linh ai đẹp hơn? Nè nè nè. Mẹ chú Hoài Linh. Trời đất ơi, chú mà ngồi ở cái vị trí đó coi chắc chắn là con nói chú đẹp hơn chú Hoài Linh rồi đó. Đâu, tại con thấy chú Hoài Linh đẹp trai hơn. Rồi thôi, coi như là cái gu thẩm mỹ của con nó thất bại. Cháu nó còn nhỏ, có gì bỏ qua như vậy. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát của cặp đôi giành giải nhất tuần này. Ca sĩ Minh Thuận và bé Anh Duy với nhạc phẩm Nội Tôi. Về thăm quê thăm lại kỷ niệm
dài tôi yêu thương. Bắn môn của đồng cho tôi vui. Đêm về nội gói, gói bánh là vừa kỳ cháo thèm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ. Kìa hàng rào xanh ngày xưa, nội đã dung trồng. Bờ rào nước nhà giờ liêu xiêu. Khóm hoa cúc vàng buồn quanh hiu. Hàng cao thầm nói, nôi đã xa rồi thương lắm người ơi. Con một đời chèo ghé đưa đò dài dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương quá nỗi ơi. Chiều nay con nhớ nhớ sao nỗi tôi một đời nỗi cười mong em yêu. Nội ngồi tay ngoái cơi trầu. Nhắc thằng hai nhỏ đã lâu rồi sao không về thăm quê. Một lần nữa xin chúc mừng ca sĩ Minh Thuận và bé Anh Duy. Và đến đây thì chương trình Gương Mặt Thân Quen đêm thứ ba xin được phép khép lại. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị giám khảo cũng như của tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.